Xin chào quý vị, tôi là Nguyễn Thị Thanh, cộng tác viên của Trung tâm Học tập Cộng đồng phường Lê Hồng Phong. Rất vinh dự cho tôi hôm nay được trân trọng giới thiệu với quý vị tủ sách cộng đồng của Trung tâm Học tập Cộng đồng phường Lê Hồng Phong. Kính thưa quý vị, được sự quan tâm chỉ đạo tạo điều kiện của các cấp ủy đảng chính quyền, đến nay hệ thống tủ sách ở các nhà văn hóa phường Lê Hồng Phong không ngừng nâng cao về chất lượng, số lượng mà còn góp phần nâng cao dân trí ở địa phương. Phường có 9 trên 9 tủ sách được bố trí ở nhà văn hóa các tổ dân phố. Từ hướng đi đúng, phường đã thực hiện hiệu quả công tác xã hội hóa trong xây dựng thiết chế văn hóa, trong đó đặc biệt chú trọng đến phát triển tủ sách ở các nhà văn hóa của các tổ dân phố. Các nhà văn hóa đều được trang bị tủ sách do nhân dân đóng góp. Đến với tủ sách cộng đồng phường Lê Hồng Phong, chúng tôi như lạc vào một thư viện thu nhỏ. Với những hàng ghế gọn gàng và tủ sách ngăn nắp, với gần 2.000 cuốn sách thuộc các lĩnh vực pháp luật, kinh tế, nông nghiệp, văn hóa, lịch sử đảng bộ Hà Nam, các nhà văn, nhà thơ nổi tiếng với những sản vật, những món ẩm thực, đặc sản của quê hương Hà Nam. Lê Hồng Phong có rất nhiều các tổ dân phố đều có tủ sách tiêu chuẩn tối thiểu 200 cuốn sách trên một tủ. Ngoài tổ 2 ra còn có các tổ dân phố tiêu biểu trong xây dựng và phát triển tủ sách nhà văn hóa như tổ 3, tổ 4, tổ 5 và tổ 6. Chúng tôi ấn tượng bởi quy mô tủ sách của nhà văn hóa tổ 2. Từ nhiều năm qua, bí thư chi bộ và tổ trưởng tổ dân phố tổ 2 đã vận động nhân dân và con em xa quê hỗ trợ sách, kinh phí để xây dựng tủ sách nhà văn hóa. Nhờ đó, đến nay, tủ sách đã có trên 1.000 cuốn sách và các đầu báo tạp chí. Ban quản lý nhà văn hóa đã phân sách theo các chủ đề thơ, truyện, sách giáo khoa, sách lịch sử, sách kỹ thuật trồng trọt chăn nuôi để người dân dễ dàng tra cứu và tìm sách. Ở phường, các tổ dân phố đã xây dựng được tủ sách, trong đó số lượng sách pháp luật chiếm khoảng 30% trong tổng số sách báo tạp chí của phường. Phường đầu tư kinh phí mua sách bổ sung định kỳ theo định hướng khuyến thích việc trao đổi tài liệu sách báo giữa các tủ sách tổ dân phố. Từ năm 2017, tủ sách Trung tâm Cộng đồng phường Lê Hồng Phong đi vào hoạt động. Tủ sách thường mở cửa phục vụ nhân dân vào tất cả các ngày trong tuần. Những người có nhiều đóng góp công sức và sách báo có giá trị cho tủ sách Trung tâm Học tập Cộng đồng phường Lê Hồng Phong là các ông bà như bà Lại Thị Lấp, ông Tạ Quốc Toản, ông Lại Hồng Giang, bà Lê Thị Ngà, bà Vũ Thị Kim Dung. Đối tượng đến đọc sách gồm đủ mọi thành phần, từ người cao tuổi đến các bác nông dân, các và các cháu học sinh. Tủ sách của Trung tâm Học tập Cộng đồng hiện nay được các thành viên Hội Phụ Nữ, Đoàn Thanh Niên, Hội Cựu Chiến binh vận động con em xa quê, bà con trong phường ủng hộ và tiếp tục phát triển số lượng về đầu sách. Tại phường, tủ sách bắt đầu hoạt động vào năm 2017, ban đầu mới chỉ có khoảng 100 cuốn. Đến nay, nhờ sự huy động tốt các nguồn lực nên đã có hơn 2.000 cuốn với nhiều chủ đề, loại hình như tạp chí, thiếu nhi, sách tham khảo, sách khoa học. Anh Vũ Thảo Tùng, phụ trách trông coi tủ sách cho biết, tủ sách hoạt động tất cả các ngày trong tuần, nhưng lượng người đến đọc đông nhất vào thứ Bảy và Chủ nhật. Để duy trì hoạt động của tủ sách, ban quản lý luôn tranh thủ sự ủng hộ của một số nhà tài trợ. Ngoài ủng hộ 20 cuốn sách có giá trị, ông Phạm Ngọc Kính là người trực tiếp vận động nhân dân đóng góp xây dựng tủ sách, gây quỹ khuyến học. Đợt Phạm Xuân Hưởng, 84 tuổi, thương binh hạng 2/4. Năm 2017, tủ sách cộng đồng phường đi vào hoạt động. Đến nay, đã gần 6 năm trôi qua, cụ vẫn giữ thói quen đọc sách, báo tại Trung tâm Học tập Cộng đồng phường vào mỗi buổi sáng. Và với cụ, đó là niềm vui tuổi già. Tự giáo chức phường Lê Hồng Phong tâm sự, tủ sách Trung tâm Cộng đồng phường Lê Hồng Phong là nơi lưu giữ những tập thơ, tập truyện của các thành viên trong câu lạc bộ. Vào mùng năm âm lịch hàng tháng, 50 thành viên của câu lạc bộ sinh hoạt bình thơ văn, chia sẻ các cuốn sách báo tạp chí hay mà mỗi người sưu tầm đóng góp vào tủ sách Trung tâm Học tập Cộng đồng phường. Đồng chí Lại Văn Thuật, bí thư đảng bộ phường khẳng định, tủ sách Trung tâm Học tập Cộng đồng phường hoạt động hiệu quả thực sự chứ không mang hình thức tiêu chí cần và đủ trong xây dựng đô thị văn minh. Thời gian qua, nhân dân tích cực đóng góp vào tủ sách, các đầu sách, xã
sát với tình hình thực tiễn, tiêu biểu như các ông bà, ông Đinh Minh Cao, bà Phạm Thị Liên, ông Nguyễn Văn Du, bà Bùi Thị Ngoạt, ông Lại Xuân Thụy. Bản thân ông Đinh Minh Cao cũng đóng góp vào tủ sách các ấn phẩm của báo Hà Nam, báo Nhân dân để phục vụ cán bộ và nhân dân trong phường. Trong hơn 2.000 cuốn sách của phường, tôi thực sự ấn tượng với cuốn sách, đó là cuốn Lịch sử Đảng bộ tỉnh Hà Nam. Cuốn sách gồm 5 phần. Phần mở đầu giới thiệu về thiên nhiên, con người và truyền thống Hà Nam. Trong phần này, chúng ta được tìm hiểu về quá trình hình thành tỉnh Hà Nam, lãnh thổ và điều kiện tự nhiên, dân cư sinh hoạt văn hóa, hoạt động và tiềm năng kinh tế, truyền thống đấu tranh và bảo vệ quê hương. Phần thứ hai, Đảng bộ ra đời và trưởng thành trong đấu tranh cách mạng từ năm 1927 đến năm 1930. Đó là quá trình vận động thành lập Đảng bộ 1930 đến năm 1939. Sự chuẩn bị và tiến tới giành chính quyền cách mạng từ năm 1930 đến năm 1945 diễn ra như thế nào? Chúng ta sẽ tìm thấy câu trả lời trong phần 2 này. Phần thứ 3, Đảng bộ lãnh đạo sự nghiệp bảo vệ chính quyền cách mạng và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược từ năm 1945 đến năm 1954. Đó là sự củng cố chính quyền, vừa xây dựng vừa chiến đấu năm 1946 đến năm 1954 và đẩy mạnh kháng chiến giải phóng quê hương từ năm 1950 đến năm 1954. Trong phần này, chúng ta sẽ thấy được sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và sự đấu tranh anh dũng của mọi tầng lớp nhân dân để bảo vệ quê hương. Đến với phần thứ tư, chúng ta sẽ được thấy Đảng bộ lãnh đạo sự nghiệp cải tạo và xây dựng chủ nghĩa xã hội, hậu quả chiến tranh để lại, những di chứng nặng nề về kinh tế cũng như con người. Vì vậy, Đảng bộ đã lãnh đạo khôi phục kinh tế, củng cố Đảng bộ và thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất. Phần thứ năm, Hà Nam trong các tỉnh hợp nhất, thời kỳ Nam Hà từ năm 1965 đến năm 1975. Thời kỳ này, chúng ta phải vừa chiến đấu vừa sản xuất và khôi phục kinh tế từ năm 1965 đến năm 1971. Sự anh dũng và kiên cường của nhân dân được tái hiện chi tiết và hấp dẫn trong phần này. Cuốn sách thứ hai mà tôi muốn giới thiệu đến các bạn, đó là cuốn sách Nhà cách mạng Lương Khánh Thiện, Cuộc đời và sự nghiệp. Cuốn sách gồm 3 phần. Phần thứ nhất, tóm tắt tiểu sử đồng chí Lương Khánh Thiện. Đồng chí Lương Khánh Thiện, tên gọi khác là Phương Lang Già, Ba Già, sinh ngày 13 tháng 10 năm 1903 trong một gia đình nhà nho nghèo hiếu học ở xóm dưới, thôn Mễ Thượng, xã Mễ Tràm, tổng Mễ Tràm, huyện Thanh Liêm, nay thuộc tổ dân phố Mễ Tràm, phường Viêm Chính, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Sinh ra và lớn lên tại miền quê giàu truyền thống hiếu học, yêu nước và cách mạng, nên đồng chí đã sớm thấu hiểu nỗi thống khổ, tủi nhục của người dân mất nước. Từ đó, nhân nhóm trong con người đồng chí tình nhân ái, lòng căm thù, kẻ áp bức bóc lột đến tột cùng và nung nấu ý chí phải đánh đổ đế quốc. Trong phần này, chúng ta sẽ được tìm hiểu rõ nhất về quá trình học tập, công tác, chiến đấu và hy sinh của đồng chí. Phần 2, cuốn sách giới thiệu một cách đầy đủ nhất về những cống hiến của đồng chí Lương Khánh Thiện đối với cách mạng Việt Nam. Phần này, cuốn sách là bản tóm tắt đầy đủ nhất về những cống hiến của đồng chí cho sự nghiệp cách mạng nước nhà. Dù ở cương vị nào, đồng chí cũng luôn tích cực tuyên truyền vận động và tham gia đấu tranh đòi quyền lợi cho nhân dân, cải thiện chế độ lao động, được mọi người tin tưởng và yêu mến. Phần thứ ba, nói về cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Lương Khánh Thiện, tấm gương người chiến sĩ cộng sản mẫu mực, sống, cống hiến trọn đời vì lý tưởng cách mạng của Đảng, hạnh phúc của nhân dân. Từ một thanh niên yêu nước, đồng chí Lương Khánh Thiện đã sớm trở thành chiến sĩ cộng sản đầu tiên của Đảng Cộng sản Đông Dương, giữ nhiều trọng trách quan trọng, bí thư xứ ủy Bắc Kỳ lâm thời năm 1937, làm nhiệm vụ bí thư xứ ủy Bắc Kỳ năm 1939, bí thư thành ủy Hà Nội, Hải Phòng, Liên Khu B. Với hơn 38 tuổi đời và gần 16 năm hoạt động liên tục, cuộc đời đồng chí tuy ngắn ngủi nhưng chói ngời vinh quang, với nhiều cống hiến vô cùng to lớn cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Qua cuốn sách này, chúng ta càng hiểu thêm yêu và nể phục người anh hùng cách mạng của quê hương mình.